Những ngày qua, đoàn xã thị trấn Long Giao, huyện Cẩm Mỹ đã huy động lực lượng trực tiếp đến nhà người dân tuyên truyền, hướng dẫn, cập nhật lại thông tin tiêm phòng cho bà con tại app sổ sức khỏe điện tử. Nhiều trường hợp, người dân đã tiêm mũi 1 nhưng khi truy cập thông tin bị sai đã được các đoàn viên hỗ trợ cập nhật lại. Đối với nhiều người cao tuổi không biết cài đặt ứng dụng, cũng đã được các đoàn viên tải phần mềm về điện thoại, hướng dẫn cặn kẽ cách sử dụng các tiện ích của phần mềm như khai báo y tế, chứng nhận tiêm chủng. Tôi tiêm vaccine rồi nhưng mà tôi cài sổ điện tử nó bị lỗi. Nay tôi nhờ mấy bạn bên đoàn viên thanh niên xuống hỗ trợ giúp tôi cài lại sổ điện tử. Đúng ra là cài app mà qua các cái điện thoại mà thông minh này đó, đúng là tôi không biết xài. Nhưng mà bây giờ thì được đoàn thanh niên và tới thì có thể là cài vô cái máy của cháu cũng được. Theo Trung tâm Y tế huyện Cẩm Mỹ, đến nay toàn huyện đã có gần 41.000 người được tiêm vaccine ngừa COVID-19, trong đó có gần 6.000 người đã tiêm đủ 2 liều. Tuy nhiên, số lượng đăng ký qua cổng thông tin tiêm chủng và app sổ sức khỏe điện tử mới chỉ đạt khoảng 36% dân số có độ tuổi 18 trở lên. Cài đặt app sổ sức khỏe điện tử đến từng hộ dân thì nói chung đến từng hộ dân thì người ta rất là vui vẻ và phối hợp rất là nhiệt tình, cũng như cung cấp đầy đủ thông tin cho các bạn tình nguyện viên để cài app và cũng như hỗ trợ người dân đó là sử dụng app. Với mục tiêu 100% dân số trong độ tuổi quy định được cài đặt ứng dụng, hướng đến áp dụng chính sách công dân vaccine, các xã thị trấn của huyện Cẩm Mỹ thường xuyên tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh hay các lực lượng của tổ thông tin, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên trực tiếp đến từng ngõ, gõ từng nhà để hỗ trợ người dân. Có nhiều xã là đã huy động là cái tổ công nghệ thông tin cùng với lại là huy động cái một số giáo viên hay là tình nguyện viên sẽ đến tận nhà để là hướng dẫn cái cách cài đặt như thế nào. Thực tế là chúng tôi thấy là có những xã trước đây chỉ đạt là 70 đến 100 người một ngày thôi, nhưng mà có xã hiện nay nên đạt lên đến 1.500 một ngày rồi. Như vậy thì trong thời gian tới tôi nghĩ là cái số 2.000 một xã quyết tâm như thế thì là rất là dễ. Việc hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng app sổ sức khỏe điện tử không chỉ góp phần giảm ùn tắc ở các điểm tiêm vaccine, hạn chế khả năng lây nhiễm COVID-19, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để thích ứng với giai đoạn toàn tỉnh nới lỏng giãn cách trong thời gian sắp tới.